Khách hàng lần này là nhà Otis Tubo ở Minami Satsuma, tỉnh Kagoshima. Chủ nhà là mẹ và cô con gái. Ở thành phố ven biển nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc trên cát này, bà mẹ mở một quán đồ ăn nhẹ. Căn nhà vừa ở vừa bán hàng. 10 năm trước mua lại căn nhà cũ này, sửa tiệm giặt là thành quán ăn. Một bữa cơm cá thu đao chỉ mất 112.000 đồng. Ở Nhật Bản, món đặc sản siêu rẻ ở vùng này. Mẹ phục vụ rất chu đáo, trong tiệm lúc nào cũng nhiều khách quen. Nhưng đối với con gái tan học trở về nhà, lại là một vấn đề lớn. Đầu tiên là bước vào nhà đối mặt với một đống giày bốc mùi và chỗ thay giày cùng với khách đến ăn. Bước vào nhà, các khách quen sẽ cố ý chào đón cô trở về nhà. Mặt cô bé không chút biểu tình cứ thế đi lên tầng 2, về phòng của mình. Một lúc sau cô gọi điện cho mẹ ở dưới tầng. Mẹ nói với cô nhà vệ sinh đang trống. Lúc này cô mới đi xuống dưới giải tỏa. Nhà vệ sinh còn ở phía sau khách hàng ngồi ở quầy ăn, cực kỳ xấu hổ. Đối với một cô gái đang tuổi mới lớn, vấn đề về nhà tắm thì càng đáng quan tâm. Chỉ thấy cô cầm quần áo để thay, đi ra ngoài cửa sổ tầng 2. Ấy vậy mà phòng tắm lại ở ngoài ban công, dùng tấm tôn vây lại. Dựa vào bức tường ở tầng thượng, xây thêm một nhà tắm 3m2. Vòi tắm, máy giặt và các thiết bị dùng nước khác đều tập trung ở đây. Hoàn cảnh khổ sở này khiến cô con gái thực sự khó chịu. Người ra tay giúp đỡ lần này là một thầy thiết kế đầu có hơi ít tóc, kiến trúc sư 56 tuổi Urobot tiến sĩ Aker. Ông biết rằng thiết kế nhà sẽ phải đối mặt với nhiều hạn chế, nhưng suy nghĩ kỹ về những gì mình muốn thì sẽ không bị những quan niệm đặt sẵn hạn chế, tạo ra những điểm riêng biệt của bản thân. Ông dùng trí tưởng tượng siêu việt, thực hiện nguyện vọng của người khác, được gọi là dũng sĩ phá vỡ ngọn khuôn khổ Satsuma. Nhà thiết kế đến dưới lầu, mẹ Otis Tubo mở cửa chào đón. Bề ngoài căn nhà này vô cùng thú vị, là mẹ đã tự gắn lên những kẻ sọc thời trang, sửa thành quán ăn. Cửa vào quá hẹp, chỉ có 51cm. Khách hàng ngồi xe lăn còn bị chặn lại ngoài cửa. Diện tích sàn căn nhà khoảng 31m2, mỗi tầng. Toàn bộ tầng 1 là cửa hàng, có khoảng 14 chỗ ngồi. Ngoài cửa đặt đầy những đôi giày của khách, giày của người nhà cũng đặt ở đây. Cái giá phía trên cứ ngỡ là giá để giày, thế nhưng hóa ra lại là tủ đựng dụng cụ bếp. Chẳng biết khách hàng sẽ nghĩ thế nào, nhưng không gian cất giữ đồ của cửa tiệm thực sự không đủ dùng. Từ cửa đi vào cửa tiệm có 2 bậc thang, ở trong cùng càng có nhiều bậc thang hơn. Chỗ ngồi ở quầy ăn là kiểu ngồi chìm, khiến khách hàng ngồi xuống thấy thoải mái. Nhưng lúc con gái vào nhà, bị khách ngồi chặn rất khó đi qua. Đến nỗi giấy dán tường ở đó cũng bị cọ sát đến rách cả rồi. Ở sau lưng khách là cái nhà vệ sinh duy nhất của cả căn nhà, mà con gái mỗi ngày về tới nhà, không có phòng ăn của nhà mình, chỉ có thể ngồi ăn cùng với khách trong tiệm. Phòng bếp làm việc rất nhỏ và hẹp, đồ đạc không có chỗ để, chỉ có thể để dưới lối đi. Để đến chật ních gần như không thể đi qua được. Tủ lạnh chuyên dụng trong bếp là loại mỏng nhất, diện tích chỗ làm việc rất nhỏ. Sau đó nhà thiết kế nhìn thấy chiếc cầu thang dốc nhất từ xưa tới giờ, trông độ dốc cũng phải hơn 60 độ, chiều rộng cầu thang chỉ 54cm, vai cũng có thể chạm được vào tường hai bên cầu thang. Đi đến tầng 2, nhà thiết kế đã nhìn thấy cô con gái Kyoho. Cô gái tuổi mới lớn có lẽ muốn mua rất nhiều quần áo, nhưng ở đây chẳng có tủ quần áo hay không gian để đồ nào cả. Quần áo trên tường và tủ chứa chất đống như núi. Điều con gái muốn nhất là nhà vệ sinh ở tầng 2, nhưng diện tích ở đây còn nhỏ hơn cả tầng 1, chỉ khoảng 23m2, phân cách thành 2 phòng 10m2 và 6m2. Nhà tắm được lắp đặt ở ban công, do vấn đề trọng lượng nên không thể lắp đặt bồn tắm. Đi lên cửa sổ có bậc, còn dễ bị cộc đầu. Nhà thiết kế khó khăn cong lưng đi vào, thấy mái hiên trước đây được làm thành giá để đồ. Ở đây có khăn tắm và các đồ dùng vệ sinh cá nhân khác. Đến bệ rửa mặt phải đi ngang qua khe hẹp 30cm, có thể tắm rửa đã rất khó khăn rồi, tắm ngâm bồn lại càng là điều xa hoa. Mà phía trên phòng tắm có một vài bóng đen, là những bao cát nặng cố ý đặt lên đó. Đi ra ngoài nhìn, hóa ra tấm tôn trên đỉnh phòng tắm còn cao hơn nóc nhà. Sợ bị gió thổi đi mất, nên dùng bao cát đè lên. Mà sức nặng của phòng tắm thêm vào ban công, hoàn toàn đè lên nóc tầng 1, trên bờ vực nguy hiểm. Ngoài kinh doanh cửa tiệm, mẹ Ostubo còn làm tài xế taxi bán thời gian và lái xe đêm. Cô làm việc vất vả vì đã lấy ra 3,33 tỷ đồng số tiền vất vả kiếm được, để dũng sĩ Satsuma bình tĩnh ứng phó thử thách này. Thế nhưng nảy sinh việc ngoài ý muốn, nhóm chương trình chuẩn bị cho cuộc cải tạo sau 2 tháng nhận được tin nhà Ostubo đang cấp cứu tại bệnh viện Machuoka. Họ đi vào, thấy cô con gái đang đợi ngoài cửa. Tổ chương trình vội hỏi thăm, hóa ra mẹ Ostubo bị ngã ở nhà. Cô trượt chân từ trên chiếc cầu thang nhỏ hẹp và dốc, bị ngã chật gãy mắt cá chân. Sau 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ mở cửa, con gái đưa tổ chương trình vào. Mẹ nhìn thấy vội vàng nói ngại quá. Cô ấy cầm vật nặng từ bậc thang thứ 5, 6 gì đó, ngã từ cầu thang xuống đất. Trước đó đã ngã rất nhiều lần, lần này thì không đứng lên nổi nữa. Bác sĩ gọi người nhà qua,
nói rõ chỗ mẹ ngã bị thương là chỗ gãy xương bị bong gân. Vì để giúp bà nhanh chóng hồi phục tiếp tục công việc, bác sĩ đã cố hết sức để giảm kích thước vết thương. Sau khi đóng đinh cố định, ít nhất cũng phải điều dưỡng vài ngày. Vậy mà mẹ Ostubo vẫn nhận lời khách hàng vào ngày mai. Cuối cùng cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày lại bắt đầu mở cửa tiệm. 2 tháng sau đến ngày chuyển nhà, mẹ của mẹ Ostubo, bà ngoại 71 tuổi, bà Ostubo 71 tuổi, lo cho sức khỏe của con gái, vội đến giúp đỡ sửa soạn. Con trai học đại học ở Fukuoka cũng về nhà phụ giúp dọn dẹp. Hóa ra sau khi mẹ Ostubo ly hôn, một mình nuôi 2 đứa con. Vì lũ trẻ, mẹ chỉ có thể làm việc hết mình, để cậu và em gái từ nhỏ đến lớn đều có thể học trường tốt một chút. Cậu hy vọng trong nhà sẽ có một cái bồn tắm, để mỗi ngày làm việc bận rộn trở về có thể chút hết mệt nhọc. Còn điều mà cô con gái mong muốn là một không gian sinh hoạt như bao gia đình bình thường khác. Căn nhà và cửa tiệm đã mở 10 năm này, rất nhanh đã trống không. Tiếp đến, động tác tháo dỡ cửa tiệm không nhẹ nhàng chút nào. Phòng tắm ngoài cửa sổ tầng 2 cũng được tháo dỡ, các tấm tôn cũng được tháo ra. Nhà thiết kế nói đây có lẽ là vi phạm kiến trúc, trước khi quản lý đô thị đến điều tra buộc phải dỡ xong. Sau khi dỡ xong, ban công phát hiện vấn đề lại càng nghiêm trọng. Không có cố định bên dưới nóc nhà tầng 1, mà chỉ cố định đơn giản bằng một bên bức tường. Các ốc vít đã lỏng lẻo, nhỡ có động đất có khi cuốn phăng cả người trong bồn tắm đi. Lúc này lại gặp trời mưa, đi vào nhà phát hiện vách tường phía tây hoàn toàn bị thấm ướt, nước mưa chảy xuống tạo thành một thác nước nhỏ. Sàn gỗ của tường đã bị nứt và bong chóc, nền móng tất nhiên cũng không khác là bao, trực tiếp dính vào nhau. Sau khi ra phía ngoài quan sát phát hiện, hóa ra đường ống nước đã bị hư hỏng nặng, nước mưa thoát ra từ ống nước bị nứt trực tiếp chảy hắt vào tường. Bên dưới còn có bình đun nước nóng bằng ga, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa mỗi lần trời mưa, mặt đất lại xuất hiện những vũng nước lớn, thậm chí đến cua cũng bị kéo tới đây. Thế là máy xúc mini đã tiến vào đào đất sâu 80 cm, dùng cách cũ đào hố móng cũ để gia cố thêm, sau đó lại đổ bê tông xây lại một nền móng chắc chắn hơn. Phần ban công trên đỉnh bị dỡ bỏ, xây thêm tầng 1 càng cao, như vậy cả 2 tầng đều có diện tích 30 m². Nóc nhà cũng làm cao hơn chút để không gian càng thêm rộng rãi. Bên kia mẹ Ostubo vẫn không hề rảnh rỗi, bà lại bắt đầu công việc lái xe đêm của mình, tất cả đều vì 2 đứa con còn đang đi học. Ngày hôm sau, chiếc bồn tắm nhà Ostubo mong đợi đã lâu đã đưa đến nơi, bọn họ cuối cùng cũng có thể được tắm ngâm rồi. Phòng tắm đẹp đẽ cùng bồn tắm ngâm, chỗ rửa và phòng thay đồ cũng rất đơn giản, khu vực phòng tắm cũng rất dễ dàng lau chùi dọn dẹp. Sau đó nhà thiết kế lái xe đến công xưởng gần núi, diện tích rừng trúc cách oxy mà rất lớn, tre dại mọc lên không thể nào diệt hết nên bị chặt làm dụng cụ bằng tre, làm thành giỏ tre, chậu hoa, gầy bóng chày, đủ các loại đồ dùng. Nhà thiết kế mua cây tre dài 12 m, cắt thành các ống tre dài 1 m, rồi chia thành bằng nhau với đường kính 20 m cm, cắt nút tre và có được những nhánh tre 2,5 mm, lại đem tới công xưởng ở đó gia công thành những tấm tre bằng phẳng, quét sơn lên và gắn vào nhau, dùng máy ép chúng thành một tấm. Sau đó nhà thiết kế quay lại nơi làm việc, lắp sàn gỗ nâng cao ở phía tây căn nhà, sau đó lấy 2 cây đinh cố định dầm lại, mang tấm bảng làm bằng tre ép lúc trước lắp vào giữa 2 cái đinh gần lối đi vào cầu thang cũ, lắp đặt một cầu thang xoắn ốc hoàn toàn mới. Bây giờ bước vào cửa là có thể trực tiếp lên cầu thang, tránh sự phản cảm của khách khi con gái về nhà. Bậc thang 75 mm, độ dốc đã giảm đi đáng kể. Bậc thang làm bằng những tấm tre ép, độ bền tốt, có thể làm rất mỏng. Cầu thang cũng trở nên nhỏ hơn, tre cũng có công dụng ức chế vi khuẩn. Tiếp đó, nhà thiết kế lên chiếc xe tải chở hàng nhỏ đến công xưởng của một nhà kiến trúc bên bờ biển. Tên công xưởng là Sacher Aco, chắc là ông chủ thích bóng rổ. Nhưng thứ nhà thiết kế cần là đống cát ở bên ngoài. Gần đó có một cồn cát tên là Fiki's Hanghama. Gió tây bắc rất mạnh, cát sẽ thổi vào đất trồng. Sau khi dọn sạch rãnh nước cần được thanh lý, vì vậy chỗ cát này được phép lấy miễn phí, xếp đầy lên xe. Sau đó xe tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Ở đây có rất nhiều hòn đá được tạo ra từ việc đào núi, đắp thành bức tường đá đặc biệt ở đây. Do sự già hóa dân số ở đây ngày càng nghiêm trọng, dân số giảm, rất nhiều căn nhà cũ bị dỡ bỏ. Vì vậy những tảng đá cũng trở thành vật bỏ đi, trực tiếp đem đá đi, ngược lại tiện cho xe công trình thuận tiện đi vào phá dỡ. Nhà thiết kế nghe được tin dỡ nhà, mới đến lấy đá về dùng cho cải tạo, sau đó gắn đá vào chân tường phía đông căn nhà. Sau khi trộn cát, đổ chất làm cứng nhựa tổng hợp, đổ phẳng trên mặt sàn phía đông. Trong cửa tiệm xuất hiện một con đường cát đặc biệt, khách không cần tháo giày cũng có thể đi vào quán ăn, có thể cảm nhận bức tường đá phong tình nơi đây. Thành phố Satsuma có điểm đặc biệt là điêu khắc trên cát, vậy khiến mặt đất có cảm giác như đang đi trên cát. Tuy dùng chất làm cứng để cố định cát lại, dẫm lên vẫn sẽ có cảm giác mềm mềm.
có thể thưởng thức mỹ thực ở nơi cảnh đẹp ý vui. Tiếp đến, nhà thiết kế đến đảo Sakurajima, nơi nổi tiếng với đá núi lửa. Đến một nhà máy chế biến nham thạch. Sau khi chia đá nham thạch ra, làm thành phiến đá bếp nướng, nhà thiết kế đã chọn ra những phiến đá trơn láng và đắt tiền. Tìm ra những sản phẩm có lỗi nhỏ, bên trên thường có vết nứt không thể bán được, có thể dễ mua với giá rẻ. Nhà thiết kế mua 40 tấm. Quay về nơi làm việc, đến phòng tầng 1, dưới đất đã lắp xong dàn máy sưởi. Ông đặt những phiến đá nham thạch dùng để nướng thịt lên máy sưởi, lại lắp thêm giá gỗ, chuyển bàn đến. Vốn đây là một phòng ăn riêng của quán, cũng là chỗ ngồi chìm. Đêm sử dụng chiếu tatami, bên trên có khóa dán, có thể dễ dàng tháo ra rửa sạch. Còn có thể phân chia chỗ ngồi theo yêu cầu của bữa ăn, nhiều nhất có thể ngồi được 9 người. Các phiến nham thạch đặt dưới đất vào mùa hè rất mát, mùa đông lại có hơi ấm, truyền đến khắp nơi. Mặt bàn có thể tách ra, đặt xuống mặt đất, là có thể biến thành căn phòng bằng phẳng. Hơn nữa hai bên cũng thiết kế chỗ chứa đồ dưới đất, bên dưới tủ chứa sử dụng ván than che hút ẩm, không cần lo sẽ bị mốc. Sau khi con trai đang học đại học về nhà có thể ngủ ở đây, một cuộc sống hoàn toàn thuộc về gia đình sắp mở ra. Nhà và cửa tiệm bị mưa làm xói mòn ban đầu, bức tường mục nát biến mất, toàn bộ đã được sửa lại. Bên ngoài vẫn dùng đường kẻ sọc trang trí như trước, giữ lại hơi thở của gió. Biển quán làm nhẹ và mỏng một chút để đề phòng gió mạnh. Ngoài cửa dùng cát làm thành sóc ăn quả sồi. Người tạo ra bức tượng cát này là thầy điêu khắc cát chuyên nghiệp 54 tuổi, ông Cha Gian. Ông điêu khắc nó trong một ngày giữa lịch trình bận rộn, lấy tên của quán ăn A Con Rock làm chủ đề. Vì con sóc thích ăn quả sồi, khách hàng như những con sóc sẽ tụ lại đây để thưởng thức mỹ thực. Mở cửa kéo ra, dù ngồi xe lăn cũng dễ dàng vào cửa tiệm. Trên tường là bài thơ con trai sáng tác hồi tiểu học. Nhà vệ sinh cho khách thiết kế ngay bên, tách ra khỏi khu vực ăn uống, tránh mùi khó chịu. Con gái sau khi tan học về nhà có thể trực tiếp đi lên phòng tầng 2. Giá đồ dưới cầu thang, thiết kế tủ giày di động nhiều chỗ để, không gian chứa đồ vô cùng rộng rãi. Vậy giờ đi lên cầu thang vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng có độ dốc bình thường. Bố trí phòng ăn trước kia dẫn đến lãng phí không gian rất lớn. Bây giờ sửa lại một lượt, cầu thang và nhà vệ sinh tập trung ở cửa. Chỗ ngồi trước quầy ăn đã tăng thêm 6 chỗ. Trên tường treo bảng thực đơn đen, giá suất ăn cũng tăng lên 22.000. Bảng đen và vật treo là hai đứa nhỏ thiết kế cho mẹ, tự tay nặn hình rùa biển và cả quả sồi. Sau đó dùng sợi thủy tinh với nhựa tổng hợp làm thành vật treo nhiều sắc màu. Diện tích quán ăn chật chội ban đầu, phòng bếp chỉ mỗi một người là mẹ có thể đứng. Bây giờ khu vực bếp rộng thêm 1,5 lần, mặt đất lạnh lẽo thêm các tấm gỗ, không gian chứa đồ khá đầy đủ. Lấy chiếc ghế từ bên trong, đứng lên trên đó là có thể sử dụng các tủ để đồ. Bàn ở quầy ăn dùng nguyên liệu cao cấp, loại gỗ này được gọi là jacuzzin, đã bị cấm đốn hạ. Nhưng nhà thiết kế có cách khác, đã mua lại gỗ phế liệu, dùng vật liệu phế thải chất lượng cao và làm thành chiếc bàn cao cấp này đây. Ngoài ra, đá và cát ở đây đều là lấy miễn phí hết. Bên trên bồn rửa tay bằng đá có một chiếc gương nhỏ, hai bên gương được trang trí bằng thủy tinh rực rỡ sắc màu, là đồ mỹ nghệ truyền thống của Kagoshima Samoche. Các bậc thầy chế tác thủy tinh thủ công rất cẩn thận, điêu khắc những hoa văn tinh tế, là cống phẩm dành cho vương công quý tộc thời xưa. Mà nhà thiết kế đã nhìn thấy các tấm thủy tinh khắc hoa bị hỏng đều không bán được, thế là lại trực tiếp lấy miễn phí làm thành trang sức tinh tế trong cửa hàng. Chỗ ngồi trong phòng riêng của cửa hàng lúc trước giống nhà ở quá, mẹ Ostubo mong rằng sẽ có chỗ ngồi hợp với quán ăn. Nhà thiết kế đã đáp ứng nguyện vọng của bà. Tuy nhiên phòng riêng vẫn cần phải tháo giày, nhưng ngồi trong đây có thể thấy thoải mái. Phía sau còn thiết kế một sân nhỏ mang đậm phong cách vùng này. Hệ thống làm ấm chân dưới mặt đất có lẽ là nguyên nhân tăng giá các suất ăn. Sau khi quán ăn đóng cửa, nơi này lại có thể biến thành không gian phòng ở. Phòng riêng và nhà bếp trực tiếp liền nhau, dọn bàn đưa đồ ăn đều rất tiện. Các nhân tố nguy hiểm trong phòng lần lượt xử lý. Sau khi đi lên cầu thang, tầng 2 có phòng bếp và tủ lạnh mini, đáp ứng yêu cầu nấu ăn đơn giản. Cạnh cầu thang, phòng phía nam của mẹ Ostubo, cửa sổ lớn đón ánh nắng mặt trời khắp phòng, có thể phơi rất nhiều quần áo. Lợi dụng góc chết ở cầu thang, cũng thiết kế thêm phòng treo quần áo thường dùng. Căn phòng cũ hỗn tạp rối loạn đầy quần áo và đồ vật, biến thành phòng ngủ có bàn sách của mẹ Ostubo, phối thêm các tủ chứa đồ. Lối đi khổ sở đến phòng tắm ngoài ban công đã không còn. Khu vực tắm rửa được thiết kế cùng nhau, bồn rửa mặt vừa thoải mái lại đủ loại công năng. Có lẽ hai mẹ con sẽ rất hài lòng. Mà chiếc bồn tắm mà họ luôn mong ngóng đã xuất hiện rồi. Sau 10 năm, cuối cùng đã có thể được tắm ngâm thoải mái. Bên kia là máy giặt và khu thay đồ với đủ không gian chứa đồ. Phòng ngủ của con gái ở phía trong nhất. Ở đây vốn dĩ là ban công, bây giờ sau khi tăng độ cao, còn có gác xếp rộng 3,3 mét, để đồ hay giấu bạn trai đều rất tiện. Nhà thiết kế đã thành công thay đổi hoàn toàn.
cửa tiệm chật hẹp và ngôi nhà nguy hiểm. Dự toán cũng thấp hơn ban đầu 4,8 triệu đồng. Gọi là siêu cấp dùng chùa có lẽ không quá đáng. Cuối cùng gia đình ba người vui vẻ cười nói quay về nhà mới. Họ nhìn thấy phần tầng 2 xây thêm. Đứng dưới cửa thì đã vô cùng hưng phấn. Anh trai phát hiện quả sồi mà mình thích. Tổ chương trình nói là tác phẩm của ông cha Gian. Mẹ Ostubo đáp hóa ra là ông ấy. Còn mang đến đây giúp. Em gái mở cửa ra. Nhìn thấy bức thư anh trai viết hồi nhỏ. Hóa ra tên cửa tiệm của mẹ từ đây mà có. Anh trai thấy rất bất ngờ và cũng rất vui mừng. Sau đó em gái cũng đoán ra vật liệu dùng làm quầy ăn. Còn có phiến đá nham thạch ở trong phòng ăn riêng. Mở cánh cửa giấy phía sau, anh trai kinh ngạc kêu lên một tiếng đỉnh chóp. Bếp mini ở tầng 2 rất thực tế. Mẹ Ostubo đi vào phòng ngủ. Bà lo liệu con mình có phòng không. Em gái đến phòng ngủ của mình. Anh trai phía sau ngạc nhiên nói, giỏi thật đấy. Bên trên còn có gác xếp, có thể mời bạn bè đến chơi. Phòng tắm tất nhiên là niềm vui bất ngờ ngoài cả dự đoán. Khiến em gái cảm thán, rõ ràng phòng nhỏ như vậy, nhà thiết kế thật sự quá đỉnh. Anh trai ngưỡng mộ cũng muốn về nhà ở, bị em gái từ chối. Mà người mẹ cùng công việc, quyết định ở nhà hưởng thụ mấy hôm đã. Sau khi nhà thiết kế với chiếc đầu trơn láng xuất hiện, cả nhà cảm ơn không ngớt. Mẹ Ostubo nói, cửa hàng sẽ tiếp tục kinh doanh thật tốt. Nhà thiết kế cũng muốn thỉnh thoảng ghé chơi. Mẹ nói vậy thì sẽ tận tình phục vụ. Quán ăn Aconrock kinh doanh ngày đầu tiên thì đã ngồi chật những khách hàng chờ đợi mấy lâu. Con gái bắt đầu giúp mẹ làm việc, cũng dần khôn lớn, trở thành cánh tay phải đắc lực của bà. Cửa tiệm kinh doanh ngày càng phát, con đường hạnh phúc của hai mẹ con cũng có thể càng đi được dài hơn.